Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc. Hôm nay thì mình đang có một em tai nghe mới đây. Tên chính xác của nó đó là 7F2 Plus, được mấy anh em ở bên 7 gửi cho nhá. Bởi vì mình cũng đã chơi thân bên đó khá lâu rồi, có tầm 4-5 năm gì đó. Và đợt này ấy, họ ra một em tai nghe mới. Cụ thể chính em tai nghe này đây. Họ gửi cho mình thứ nhất để nghe thử, cũng như là nếu mà có vấn đề gì ấy, góp ý cho họ. Và đây là một sản phẩm ở trong phân khúc giá rẻ nhá, chỉ cỡ 350.000 mà thôi. Nếu bạn mua qua các sàn thương mại điện tử, chưa kể chúng ta sẽ được tặng kèm cáp sạc luôn. Và điểm mình thích đầu tiên ở em tai nghe này, đó chính là việc với mức giá 350.000 chúng ta đã có codec AAC rồi. Còn chi tiết hơn, em tai nghe này có gì hay, có gì thú vị, hôm nay mình sẽ chia sẻ kỹ hơn các bạn. Còn bây giờ bắt đầu nhá. Thực tế mà nói nhá, em tai nghe này nó là một em tai nghe One Audio các bạn ạ. Bởi vì sao? Bên 7 ấy, họ hợp tác với bên One Audio tương đối nhiều rồi, bán rất nhiều sản phẩm. Thành ra họ sẽ có những cái đặc quyền nhất định. Ví dụ như kiểu một cái sản phẩm nào đó của One Audio, họ có thể đóng logo của 7 vào, làm việc với bên nhà máy, sau đó mang về Việt Nam bán dưới thương hiệu 7. Đây có thể còn một phiên bản nâng cấp của em tai nghe One Audio F2. Đầu tiên thì mình sẽ nói về thiết kế em tai nghe 7 này trước nhá, xem nó có gì hay, nó có gì thú vị. Nói về phần thiết kế thì em này nó nhỏ gọn. Cụ thể, kích thước của nó sẽ chỉ bằng 3 ngón tay mà thôi nếu xét phần đốc, và độ hoàn thiện của nó nếu mà xét trong phân khúc có khoảng tầm 350k mình nghĩ rằng ổn. Đầu tiên, đó chỉ là lớp nhựa, không bám quá nhiều mồ hôi dấu vân tay, và cái này nó sẽ là nhựa mờ các bạn ạ. Thế nên bạn nào mà ra nhiều mồ hôi tay cũng sẽ ok luôn. Và lớp nhựa này, thứ nhất, nó rất là chắc bên trong luôn. Nhựa này nó sẽ độ dày nhất định, nó không bị mỏng nhiều một số em tay nghe khác. Và thứ hai, đó chính là bản lề của nó nhá, cũng được làm chắc luôn. Các bạn thấy không? Bản lề khi chúng ta nghiêng như này nó sẽ bị sập như của một số em tai nghe giá rẻ khác. Mà bạn thấy rằng khi mà chúng ta bỏ ra số tiền cỡ khoảng tầm 350k bạn mua những mẫu tai nghe giá rẻ ấy, thì hiện tượng đó chính là bản lề của nó không được quá chắc ấy, nó đều rất bình thường luôn. Còn với em tai nghe này nó sẽ không bị hiện tượng đó. Còn lại thì chúng ta vẫn sẽ có những yếu tố quen thuộc, ví dụ logo sơn mờ ở đây này, sau đó đèn này, cũng như là việc các bạn sẽ có cổng sạc và cổng sạc Type-C. Nếu mà xét phần tổng thể nhá, mình nghĩ rằng build này đánh giá mức trung bình khá trong phân khúc 350k. Còn về thiết kế tai nghe, em này sẽ là dạng in-ear và chúng ta sẽ phần tiếp tai cao su ở đây. Trọng lượng của nó cũng khá nhẹ, đeo lên ấy, cỡ khoảng tầm là 4 gram gì đó. Mình không có cân ở đây nhưng cơ bản đeo cảm giác tương đối thoải mái luôn. Em này đeo vào tai này, cái phần housing của nó không bị to quá nếu mà so sánh với một em tai nghe in-ear bình thường. Thành ra bạn đeo lâu ấy cũng không bị hiện tượng mỏi tai nhá. Mình nghĩ rằng em này ấy, nó sẽ bám khá chắc bởi vì chúng ta sẽ có cái phần kẹp ở đây. Và gần như là cái tai nghe này, nó sẽ làm gọn trong tai của bạn luôn. Tuy nhiên có một điều mình chưa thích lắm ở em tai nghe này, đó là lớp vỏ nó sẽ làm bóng, thành ra bám khá nhiều mồ hôi vân tay, nhất là với những bạn nào hay ra mồ hôi nhá. Nói chung bù trừ lại thì cảm giác đeo này ok, nhẹ, không gây khó chịu quá nhiều. Còn nói về thao tác điều khiển nhá, thì khu vực cảm ứng chính là cái khu vực ở phía trên của tai nghe như này. Chúng ta vẫn sẽ có đầy đủ những thao tác, ví dụ dừng bài, nách bài, xóa tăng giảm lượng, tất cả sẽ đều được ghi trong cái quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Có thể mở ra nhá, nó full tiếng Việt luôn. Thế nên nếu mà bạn nào chưa nắm rõ các thao tác điều khiển này, chúng ta có thể đọc thêm quyển sách này. Ở đây thì mình thấy rằng nó sẽ có những thao tác, ví dụ gọi trợ lý ảo này, nhận cuộc gọi, dừng cuộc gọi đều có cả. Còn về phần thông số cấu hình ấy, thì ở đây chúng ta sẽ chuẩn Bluetooth đó chỉ là 5.3. Tiếp theo các bạn sẽ sở hữu một chip, cụ thể ở đây ghi đó chỉ là ZL6983D2. Và các bạn sẽ có codec đó chỉ là AAC. Cụ thể khi mình kết nối vào chiếc Xiaomi 13 của mình ấy, nó sẽ hiện codec đó chỉ là AAC. Còn về giải tần nhá, sẽ trong khoảng từ 20Hz cho đến 20kHz. Còn nói về chất âm ấy, thì mình nghĩ rằng em này một em tai nghe nếu mà xét về phần giải bass nhá, cụ thể các bạn nghe những bài nhạc remix ấy, ví dụ ở đây mình nghe bài Chú Mưa hạn thì nó đập rất là sâu luôn. Nhưng mà có một điều, đó chính là em này nó chưa có độ vang lắm, thành ra bass của nó đập sâu rất là sâu, nhưng mà cảm giác của nó nghe nó sẽ hơi bị hững một tí. Nếu mà vang hơn ấy, nghe nó sẽ ok hơn. Tuy nhiên với một số bài hát bình thường ấy, mình thấy rằng cảm giác bass này nó sẽ hơi bị chìm xuống layer dưới một tí. Mid và chép làm khá là ok, hợp với nghe những thể loại nhạc nhiều R&B, blue, hoặc là mấy bạn nào mà thích nghe mấy bài nhiều bass ấy, thì khuyên bạn chúng ta nên nghe những bài hát remix. Và một cái điều nữa, đó chỉ âm lượng này hơi nhỏ một chút và mình thường xuyên phải nghe mức đó chỉ là từ 70-80% thì nghe mới ok nhất được. Cuối cùng là về pin nhá, thì với mỗi bên ở đây chúng ta sẽ có dung lượng đó chính là 30mAh. Và phần đốc này sẽ cung cấp bạn thêm đó chính là 300mAh nữa. Và do thường xuyên phải nghe ở mức âm lượng 70-80% thì mình rằng ấy, pin của em này nó sẽ chỉ ngưỡng cỡ khoảng là 3 tiếng rưỡi mà thôi. Và đây có thể coi là một thời gian sử dụng pin ở mức trung bình.
Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với bạn về em tai nghe 7F2 Plus. Và bạn nào mua ấy, thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhá. Mức giá của nó cũng khá là ok. Nếu mà sẽ phần build ấy, thì đây có thể coi là một em tai nghe build của nó chắc chắn. Nếu mà so sánh tầm giá luôn. Bạn nào mà thích nghe remix những loại nhạc nhiều bass ấy, thì cũng được. Hoặc là chúng ta nghe những thể loại nhạc mà nó như kiểu là chúng ta nghe R&B cũng được luôn. Còn bạn, nếu bạn nào mua rồi có thể comment xuống ý kiến bên dưới. Và mình ấy, thì mình sẽ góp ý thêm về việc đó chỉ là họ nên tinh chỉnh cái giải bass nó ok hơn, nghe của nó được vang hơn một tí thì nghe nó sẽ đã hơn rất là nhiều. Nếu bạn nào mà muốn mua cũng như muốn tham khảo thông tin gì ấy, hãy xuống comment bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào hẹn bạn trong các lần sau, nhấn like và subscribe của mình không ngọng nhá. Bye bye.